Cục Dự trữ Liên bang tăng tỷ giá tiền lời. Vào ngày 13 tháng 12, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã công bố quyết định được chờ đợi từ trước là sẽ tăng tỷ giá tiền lời ngân hàng lên 0.25%. Tính tổng cộng, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng tỷ giá tiền lời lên 3 lần trong năm nay. Trong 2 năm tới là 2018 và 2019 còn dự tính sẽ tăng tỷ giá lên 3 lần nữa mỗi năm, cho tới khi nào tỷ giá tiền lời đạt tới mức 2.8%. Các chính sách của Cục Dự trữ Liên bang đều đã được đề ra và giữ nguyên từ tháng 9 cho tới nay. Và cho tới giờ, Cục Dự trữ Liên bang vẫn quyết định không thay đổi các chính sách lâu dài đặt ra cho năm 2018 sắp tới, cho dù các nhà hoạch định chính sách dự đoán rằng kinh tế Hoa Kỳ sẽ tăng trưởng mạnh thêm trong một thời gian ngắn nữa.